Thanh Thúy mến chào quý vị và các bạn đang xem chuyên mục Đẹp và Thẩm mỹ. Thưa quý vị, hôm nay thì Thanh Thúy cùng với lại chị Tuyết Sương đến từ Tiền Giang, là một gương mặt đã gặp gỡ quý vị và các bạn trong chương trình lần trước khi mà chị Tuyết Sương chưa phẫu thuật thẩm mỹ. Còn hôm nay thì chị ấy đã đẹp lắm rồi. Xin chào chị. Dạ, em chào chị. Và cũng không thể nào thiếu được một người mà Thúy muốn giới thiệu đến ngồi trong chương trình của mình, đó là bác sĩ Vương Khánh Long, người đã có đôi bàn tay vàng phẫu thuật thẩm mỹ năm 2013. Dạ, xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Thanh Thúy, xin chào Sương. Dạ. Thưa bác sĩ, bây giờ thì gặp lại chị Tuyết Sương, không biết bác sĩ có nhớ là đã làm đẹp cái gì trên gương mặt của chị Tuyết Sương không? Có, tại vì cái ca làm đẹp này hơi khó cho nên nhớ. Cái khó của đôi mắt này, nó không những ở cái mí mà còn ở cái độ mở của đôi mắt. Thì cái độ mở của con mắt bên trái nó to hơn cái độ mở của con mắt bên phải, tức là con mắt bên phải nó mở không có lên, nó rất là yếu. Làm cho khi mà nhìn trực diện thì chúng ta thấy con mắt bên phải nhỏ hẳn so với mắt bên trái, tức là một bên lớn bên bé. Và cái mí cũng vậy, cái mí bên có bên không. Khi mà khám như vậy đó thì mình hiểu chắc rằng là cái mắt này nó bị yếu cơ một bên, yếu cơ nâng mi một bên, mà cụ thể là bên phải. Thưa bác sĩ, khi nãy thì bác sĩ có nói đây là một cái ca cũng tương đối là khó, thì không biết rằng là lúc đó thì bác sĩ đã làm cái phương pháp gì đối với cái đôi mắt của Tuyết Sương? Đối với những trường hợp yếu cơ nâng mi một bên thì chúng ta chắc chắn là phải căng mí. Để làm gì? Khi mà cắt mí như vậy, chúng ta phẫu thuật thì chúng ta mới nâng cơ được. Còn nhấn mí là hoàn toàn là không có nâng cơ nổi. Dùng phối hợp vừa cắt mí vừa nâng cơ. Nâng cơ một bên, nâng cơ cụ thể là bên phải, để cho cái độ mở của bên phải và bên trái nó bằng nhau. Đây là một cái kỹ thuật rất là mới. Mình cũng phải đi Hàn Quốc để học về. Kỹ thuật nâng cơ của Việt Nam thì phải nói là mổ theo kiểu truyền thống, tức là mổ ra, tách cái lớp trên ra, tách lớp cơ ra, rồi cắt cơ ngắn, rồi sau đó mới khâu lại. Nội mà tách hai cái lớp đó không đó là cũng mất thời gian phải 2 tiếng. Nhưng mà một cái kỹ thuật mới thì cho phép là chúng ta không cần tách cơ luôn, phẫu thuật nhanh, thời gian ngắn, không sưng bầm nhiều và mắt nhắm kín. Có thể nào mà chia sẻ một chút xíu về cái cuộc sống sau khi phẫu thuật thẩm mỹ? Bởi vì Thúy nhớ không lầm thì chị là giáo viên đúng không ạ? Thì những ngày đầu tiên thì em đi làm thì mình trang bị một cặp bên kính mát. Mình học trò thì không nhìn rõ lắm về con mắt của mình. Và sau được hơn một tuần thì bắt đầu mình tháo mắt kính ra, thì là hầu như là các bé và phụ huynh thì không nhận ra cô Sương nữa. Tại vì là sao mà cô đẹp quá, là cô không giống như ngày thường. Dạ, đó là cũng một cái niềm rất là hạnh phúc đối với em ạ. Thì hôm nay cũng gặp lại bác sĩ, không biết là Sương có cái lời gì để trao đổi với bác sĩ? Dạ, thì cũng thông qua chương trình Phụ nữ chúng mình thì cho Tuyết Sương xin cảm ơn bác sĩ Long rất là nhiều. Nhờ bác sĩ với đôi bàn tay vàng phẫu thuật thẩm mỹ 2013 đã đem đến cho Tuyết Sương một cái đôi mắt rất là tự tin và rất đẹp, làm cho mình cảm thấy mình có niềm tin rất là nhiều đối với những người xung quanh, và cũng làm cho mình cảm thấy là cuộc sống này nó rất là tươi đẹp hơn rất là nhiều. Dạ. Là nghe được những cái lời này rất là hạnh phúc phải không ạ? Thanh Thúy cũng xin thay mặt chị Tuyết Sương và tất cả quý khán giả đã từng may mắn được bác sĩ phẫu thuật miễn phí gửi lời cảm ơn bác sĩ một lần nữa. Thế cũng mong rằng là những ai mà chưa có được cái cửa sổ tâm hồn đẹp thì chúng ta hãy mạnh dạn đến với những cơ sở uy tín làm đẹp nha. Từ đó thì sẽ có một cái cuộc sống nó vui, yêu đời hơn, hạnh phúc hơn, giống như chị Tuyết Sương vừa mới chia sẻ đây. Thưa quý vị, vài phút ngắn ngủi của chuyên mục Đẹp và Thẩm mỹ đến đây cũng đã hết rồi. Thanh Thúy xin nói lời chào tạm biệt với quý vị và các bạn. Xin mời quý vị cùng xem chuyên mục tiếp theo.